Chào mừng các bạn đã quay trở lại với K-Beat 24 giờ và hãy cùng với mình điểm qua tin tức thú vị nhất có trong ngày hôm nay nhé. Hầu hết các thần tượng K-pop đều phải trải qua một thời gian đào tạo dài trước khi ra mắt chính thức cho một nhóm nhạc. Tuy nhiên thì vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, chỉ mất một tháng, thậm chí là vỏn vẹn một ngày làm thực tập sinh trước khi debut. Họ được đánh giá là những idol có tài năng thiên bẩm hoặc có khả năng phát triển nhanh, cùng điểm qua những thần tượng có khoảng thời gian thực tập trước thềm debut ngắn nhất. Đầu tiên là Suzy, 6 tháng. Sau khi tham gia thử giọng tại chương trình Super K-Star của Mnet năm 2009, thì Suzy được JYP để mắt đến và tuyển về làm thực tập sinh của công ty. Suzy vốn có quãng thời gian rèn luyện thanh nhạc và vũ đạo ngay từ nhỏ. Chính vì vậy mà cô nàng không cần mất nhiều thời gian trong quá trình làm thực tập sinh tại JYP. Chính xác thì thời gian thực tập của Suzy chỉ kéo dài khoảng 6 tháng trước khi cô nàng debut cùng với Miss A. Tiếp theo là Chen và Baekhyun, 4 tháng. Chen và Baekhyun là hai main vocal xuất sắc của nhà EXO. Nếu như Chen được xem là king vocal của K-pop Gen 3, thì Baekhyun lại là idol toàn năng nổi tiếng với sức hút khó cưỡng trên sân khấu. Nói đến đây thì ai ai cũng đã hiểu lý do vì sao mà hai nam thần tượng này chỉ mất có 4 tháng để được debut cùng với EXO rồi đấy. Tiếp đến là Kyuhyun, 3 tháng. Kyuhyun của Super Junior cũng có thời gian làm thực tập sinh ngắn ngủi, chỉ 3 tháng. Anh chàng nổi tiếng nhờ giọng ca sâu lắng, đặc biệt phù hợp với thể loại ballad. Thế mạnh về giọng hát có lẽ đã giúp cho anh chàng nhanh chóng được debut và không phải trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh quá lâu. Tiếp theo là Jigoo, 2 tháng. Jigoo là thành viên của nhóm nhạc nam nữ hỗn hợp KARD, chỉ mất 2 tháng để được ra mắt. Thậm chí cô nàng còn được công ty yêu cầu thu âm thử ca khúc Onana, bản hit đình đám của KARD ngay từ ngày tham gia thử giọng. Còn với Hyun, chưa đầy một tuần. Sau khi tham gia buổi thử giọng thì nữ ca sĩ được JYP lựa chọn, ngay sau đó thì gia nhập Wonder Girl. Hyun chỉ làm thực tập sinh vài ngày trước khi ra mắt, đây được xem là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt của K-pop. Và cuối cùng là Olivia Hye, chỉ cần một ngày. Olivia Hye được thêm vào Luna sau cùng với thời gian training tại công ty Blackberry Creative, chẳng ai ngờ một ngày. Đây được xem là kỷ lục mới về khoảng thời gian mà một idol mất để training trước khi ra mắt. Sở dĩ được debut nhanh như vậy là vì trình độ kỹ năng của Olivia đã quá tốt. Trước đây thì cô nàng từng là học viên của FNC Academy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin K-Beat mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.